phận bám đầy tay. Người ta bảo đó là nghề trong sạch nhất. Có một nghề không trồng cây vào đất mà cho đời những đóa hoa thơm. Giữa bộn bề của cuộc sống, những người thầy vẫn cần mẫn lặng thầm chèo chuyến đò đưa học sinh đến bến bờ tri thức. Yêu nghề, mến trẻ là sứ mệnh, là khát vọng, là động lực phấn đấu của những người kỹ sư tâm hồn. Tôi tự hào nghề giáo tôi yêu. Có một nghề bụi phấn bám đầy tay, ta vẫn gọi là nghề cao quý nhất. Có một nghề không trồng cây vào đất mà cho đời những đóa hoa thơm. Có một nghề lặng thầm những đêm thâu bên đèn khuya miệt mài trắng giáo án, giọt mồ hôi rơi nhòe trang giấy. Đó là nghề phấn bám đầy tay, ta vẫn gọi là nghề cao quý nhất. Có một nghề không trồng cây vào đất mà cho đời những đóa hoa thơm. Có một nghề lặng thầm những đêm thâu bên đèn khuya miệt mài trang giáo án, giọt mồ hôi rơi nhòe trang. Đó là nghề, nghề giáo tôi yêu. Như vầng trăng tỏa sáng khắp muôn nơi, như hàng cây đã bao mùa lá rụng. Đón thu về bâng khuâng ta áo trắng, khi hè về xôn xao chân trời mơ. Ôi tự hào nghề sao tôi yêu. Chúng em xin lỗi và cảm ơn thầy cô. Và trong thời gian tới, chúng em hứa sẽ luôn chăm ngoan và hướng về con đường phía trước.
Một mùa hiến chương nữa lại đến, xin gửi đến quý thầy cô những lời chúc tốt đẹp nhất, mong rằng thầy cô luôn vui vẻ và hạnh phúc. Nếu hỏi thành công bắt nguồn từ đâu, anh sẽ trả lời rằng là thầy cô, người đã đưa đến cho chúng em những kiến thức, hành trang để sẵn sàng bước vào đời. Mặc dù thầy cô luôn viết chữ bằng phấn trắng, bảng đen, nhưng thầy cô chính là những người mang đến cho chúng em những ánh đèn tươi sáng, những sắc màu tràn đầy.